Sau gần 10 tháng khởi công, sáng nay ngày 26 tháng 3, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đã tổ chức khánh thành công trình cải tạo, xây dựng mới nhà hiệu bộ, bộ môn và khu C, cải tạo khu B. Công trình gồm 25 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng và phòng bộ môn theo hướng khớp nối đa năng. Đặc biệt là xây dựng tượng anh hùng Hoàng Văn Thụ đặt trong khuôn viên nhà trường. Công trình được đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm nay. Đây là sự quan tâm rất lớn của địa phương đã dành nguồn lực cho giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, thiết bị các phòng chức năng theo hướng dẫn chuẩn hóa, đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học.